Trong quá trình làm nhiệm vụ, các tổ công tác 911 Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện lắp các biển số xe giả với dãy số độc đẹp vì mục đích cá nhân. Mới đây nhất, trong lúc làm nhiệm vụ tại địa bàn phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, lực lượng 911 Công an Đà Nẵng đã phát hiện một thanh niên điều khiển xe tay ga SH do biển kiểm soát 36B8-88888 nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra hành chính. Bước đầu, người điều khiển phương tiện 26 tuổi, tạm trú quận Hoành Sơn, không xuất trình được giấy phép lái xe cũng như giấy tờ liên quan đến chiếc SH. Kiểm tra nhanh trong cốp, các trinh sát phát hiện thanh niên đang cất giấu một gậy ba trác màu đen. Mời về cơ quan công an làm việc, người này khai đã đặt biển số xe giả này thông qua trang web trên mạng xã hội, đem về gắn vào xe để đi thể hiện sự giàu có với bạn gái. Ngoài ra, các trinh sát còn chứng minh thanh niên trước đó đã có thực hiện thêm nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác, nên đã bàn giao cho Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn để tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.